chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay Tuyền sẽ mang tới cho tất cả các anh chị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ ha, số sang giá mềm mềm nè các anh chị, dưới 400 triệu các anh chị ha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Oplando phiên bản số sang đời 2017 các anh chị. Xe này là xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay luôn, đi khoảng 65.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán chỉ có 378 triệu thôi. Thì nếu mà nói về 7 chỗ thì hiện tại bên Tuyền mới vừa về thêm Santa Fe máy xăng Premium đời 2019 nữa, giá là 1.025 triệu nè. Rồi Tuyền còn thêm Captiva nữa, bản LTZ số tự động đời 2016, giá là 535 triệu các anh chị ha. Rồi Tuyền còn thêm một chiếc 7 chỗ đó là Isuzu WMX máy dầu số tự động đời 2016 nhập Thái nữa các anh chị. Chiếc đó thì bên Tuyền đang bán với giá là 645 triệu ha. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe nãy Tuyền vừa kể á, thì liên hệ Tuyền để Tuyền sẽ gửi video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe ha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị nha. Nước sơn ở đây Tuyền thấy cũng rất là liền lạc, không có bị trầy xước nhiều nha. Tuy nhiên thì một chiếc xe đã qua sử dụng mà đời 2017 nữa, thì cái việc mà trầy xước ở một vài chỗ hay là giảm tuốt ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết ha các anh chị ha. Xe này thì anh chủ dán decal cũng khá nhiều các anh chị đó. Một tí nữa sẽ đi vào chi tiết xe rồi thì sẽ cho các anh chị xem kỹ hơn ha. Anh chủ dán decal nhìn cho thể thao hơn nè. Đó. Rồi, xe này thì biển Sài Gòn các anh chị 51G nha, 43867 ha, cho các anh chị đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền ha. Nước sơn thì chắc các anh chị nhìn dùm Tiền phần cản trước nha. Tiền thấy có bị xước xước nhẹ những điểm này nè, không vấn đề gì hết ha. Nắp capo thì anh chủ dán decal màu đen rồi các anh chị. Đấy, anh chủ dán từ phần này đổ lên. Đó, dán trên mui luôn các anh chị ha. Rồi, những cái mối nối cũng còn rất là khít, rất là liền lạc, rất là đẹp nè các anh chị. Mình kiểm tra lớp ha. Độ gai gió của xe này thì thấy còn khá sâu đó các anh chị. Mâm thì sơn đen các anh chị ha. Đấy. Rồi. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 2 năm 2022, còn được khoảng không tháng nữa ha. Rồi, ở đây thì có dán phim, có viền che mưa rồi các anh chị, ốp cho mình nè, dán cửa nha. Anh chủ có trang bị cho mình thêm một cái gương cầu lồi nữa nè, giúp cho mình dễ quan sát hơn nha. Rồi nhìn sơ phần keo chỉ giúp Tiền luôn. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Đấy. Rồi, ống chân cửa phía trước nha. Ống chân cửa phía trước nè các anh chị. Nguyên zin. Ống chân cửa phía sau ha. Đấy, nguyên zin chưa có dấu hiệu tháo mở nha. Ở đây thì anh chủ có trang bị cho mình nẹp bước chân ra vào nữa ha. Đó, để như khi mình đi lên đi xuống á, góc dài mình làm trầy xe nha. Đây, những cái này là anh chủ dán thêm nè, mấy cái phần đề can quằn quại này là anh chủ dán thêm nè các anh chị. Rồi, lớp sau này độ gây gió cũng còn rất là sâu nha các anh chị nha. Đấy, rất là sâu á. Lớp này cho anh chủ cũng mới thay á. Rồi, phía sau này Tiền thấy có một cái cam lùi nè các anh chị. Tuy nhiên thì chưa có cảm biến lùi nha. Rồi, cho các anh chị nhìn sơ phần gầm giúp Tiền ha. Đấy. Đây, lớp dự phòng nè các anh chị. Lớp dự phòng Tiền thấy cũng còn rất là mới đó. Rồi, gầm bệ sáng đẹp, không vấn đề gì hết nha. Xe này đăng ký lần đầu là tháng 7 của năm 2017 các anh chị nha. Rồi trước tiên thì nhìn dùm Tiền phần ốc cớp và keo chỉ cớp nha. Ốc cớp nguyên zin, keo chỉ cớp nguyên zin ha. Bên Tiền thì nói không với xe lỗi nha, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đấy, keo chỉ cớp. Rồi, nhìn sơ vô phần cốp giúp Tiền ha. Nếu mà nhà mình không đi full người các anh chị thì mình gập ghế xuống vậy nè. Mình để được một khoảng đồ rất là lớn ha. Ở đây anh chủ thì từng hai ghế thì anh chủ đều dán cho mình một cái tấm 5D ở phía sau lưng ghế như thế này ha. Rồi nhìn dùm Tiền mấy cái bệ tì tai luôn, không có bị trầy xước gì hết đó các anh chị. Chứng tỏ là anh chủ mình rất là giữ xe luôn á. Rồi, con đội tay quay đó, đầu nghe thì còn đầy đủ được đặt ở dưới này ha. Rồi, Tiền đóng lại nha, mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất ha các anh chị ha. Rồi, nhìn sơ nội thất giúp Tiền luôn.
Ghế thì ghế da các anh chị tông màu đen và tông màu kem ha. Tìm thấy cũng còn tương đối mới nè. Sàn thì sàn simili, trần thì trần 5D nha các anh chị nha. Đấy. Sàn simili rồi anh chủ trải thêm cho mình một cái tấm 5D ở phía trên nữa đó các anh chị. Rất là kỹ luôn á. Rồi. Trước tiên thì nhìn giùm tiền cái phần vô lăng ha. Vô lăng này anh chủ có bọc cho mình một cái bao da tay lái nhưng mà nó hơi dơ các anh chị, hơi dơ thôi chứ không có trầy xước gì nhiều hết. Rồi. Những cái nút bấm này các anh chị cũng không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết ha. Logo cũng còn rất là đẹp nè. Rồi nhìn đồng hồ giúp tiền luôn. 65.554 km nha các anh chị nha. Trên này thì anh chủ có trang bị cho mình một cái tấm thảm táp lô nữa. Táp lô phía dưới thì cũng không có bị trầy xước gì hết á. Rồi, ở đây thì có một cái màn hình. Đấy, nhìn sơ phần nội thất phía bên này giúp tiền nhé. Cần số nè các anh chị. Có bị hao mòn nhẹ các anh chị nha, hao mòn nhẹ thôi. Đấy. Rồi. Cái này là anh chủ chế thêm nè. Cái học để đồ bị từ tay này là anh chủ gắn thêm các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ ha. Tiên sẽ để máy cho các anh chị nha. Mình nghe tiếng máy luôn nha. Một chút xíu nữa thì quay xong chiếc này thì sẽ đi sơ những chiếc xe 7 chỗ hiện tại đang có sẵn tại bên tiền cho các anh chị nhà mình dễ tham khảo và lựa chọn hơn luôn ha. Rồi ốc của nắp cabo keo chỉ cabo nhé. Cái này thì anh chủ đã dán decal rồi cho nên là chắc sẽ hơi không thấy được phần keo chỉ các anh chị. Rồi nhìn sơ vào phần ốc máy giúp tiền luôn ha. Xe bên tiền bán ra thì có bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Nè ốc máy nè các anh chị. Sơn phết còn đầy đủ ốc ác nguyên zin nha. Nếu mà các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì mình cứ tới dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nha. Còn nếu mà mình muốn chắc nữa thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất ha các anh chị nha. Rồi tôi nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì bên cạnh tiền đây là ốc Lando số sàn đời 2017 nha. Xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay luôn. Đăng ký lần đầu là tháng 7 của năm 2017 các anh chị nha. Đi 65.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán chỉ có là 378 triệu thôi. Nếu như mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Và nhanh tay đến sở hữu nha. Vì cái dòng xe mà 7 chỗ mà giá mềm mềm như thế này thì bên tiền về thì bán rất là nhanh ha. Nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của tiền thì sẽ biết ha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh mình thích chiếc xe này quá mà mình chưa thể lên xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ tiền đi. Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên tiền ha. Bên tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Hỗ trợ các anh chị nhà mình ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại gần nhà các anh chị luôn. Nên là các anh chị không mất thời gian đi lại, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi bây giờ Tiền sẽ đi tiếp những chiếc xe 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên tiền cho các anh chị nhà mình dễ tham khảo và lựa chọn hơn nha. Các anh chị nhớ ở lại đây xem hết video ngày hôm nay của Tiền ha. Rồi chiếc này, xe này bên tiền mới về các anh chị, một chiếc xe và nó rất là hot luôn. Hôm trước các anh chị nhà mình tìm rất là nhiều mà tiền không có xe nè. Lâu lâu tiền mới về được một chiếc. Các anh chị nào mà bữa giờ đang cần tiêu dòng này thì hôm nay thấy video này thì nhớ gọi lại cho tiền ha. Hyundai Santa Fe máy xăng phiên bản premium đời 2019 các anh chị. Xe này thì mới về thì cũng không biết odo tầm khoảng nhiêu nữa, hình như là 30 mấy hay sao, hơi tí nữa xem đồng hồ nha. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 1.025.000.000 các anh chị, nhìn sơ giúp tiền nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng ha, biển 65 các anh chị, biển tỉnh ha. 65 hình như là Cần Thơ các anh chị. Anh chủ có lên cho mình camera 360 nè, dán phim bệ bước nè. Xe thì được sở hữu nước sơn màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy. Ghế thì ghế da rất là xịn sò ha, tông màu đen và tông màu nâu nè. Sàn thì để tiện xem. Sàn nguyên bản có táp ly sàn ở trên ha. Cửa sổ trời toàn cảnh nè. Anh chủ có trang bị cho mình nè, nẹp bước ra vào nữa ha. Santa Fe thì có rất là nhiều cái tính năng luôn. Xe này đi 35.000 km các anh chị. Có màn hình ha. Đó. Một tí xíu nữa nếu mà có thời gian thì Tiền sẽ quay một cái video chi tiết xe riêng về chiếc xe này cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi Tiền nhắc lại giá nha. Chiếc này là 1.025.000.000. Còn bớt cho các anh chị tí xíu lọc khi mà các anh chị đến xem xe trực tiếp, mua xe nhanh gọn lẹ nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp ra phía sau ha các anh chị ha. Bắt đầu đi xuống giải bên đây đi.
để Tiền xem còn xe nào 7 chỗ nữa. Rồi, chiếc này các anh chị, dành cho các anh chị nào mình đang cần tìm mua một chiếc xe 7 chỗ gầm cao máy dầu thì không thể bỏ qua chiếc xe này ha. Thì bên cạnh Tiền đây là Isuzu EvoX máy dầu số tự động đời 2016 nè. Chiếc này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đi mới có khoảng 95.000 km đó. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 645 triệu, các anh chị nhìn sơ giúp Tiền nha. Xe thì biển số 61 Bình Dương các anh chị. Được sở hữu nước sơn là màu bạc ha. Có trang bị cho mình bệ bước, dán phim, viền che mưa, chắn cửa nè các anh chị. Đấy, các anh chị nào bữa giờ đang còn tìm cho mình Fortuner thì có thể là tham khảo thêm xe này giúp Tiền ha. Fortuner thì hiện tại thị trường xe cũ mình là không có xe luôn các anh chị. Bữa giờ các anh chị tìm rất nhiều nhưng mà Tiền không có. Rồi, ghế da nguyên zin có màn hình nha, trần 5D, sàn 5D nè các anh chị. Rồi, đó, nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay tới sở hữu. Chiếc này thì máy 3 chấm các anh chị, cho nên là động cơ rất là mạnh mẽ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp qua bên đây nha. Hôm nay xe bên Tiền dồn hớ xuống phía sau kho nên là nó hơi chật chật một tí xíu á. Nên là nhiều khi các anh chị nào mà xem không kỹ thì cứ liên hệ Tiền đi, Tiền sẽ gửi hình ảnh cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi, dưới này Captiva các anh chị, phiên bản LTZ số tự động đời 2016 nha. Chiếc này thì đi cũng lanh hoanh 50.000, bên Tiền đang bán với giá là 535 triệu các anh chị nhìn sơ giúp Tiền nha. Xe được sở hữu Nissan là màu bạc các anh chị. Có bệ bước, dán phim, viền che mưa, chén cửa đây, những cái trang bị cơ bản thì đã có rồi các anh chị ha. Các anh chị nào mà đã từng chạy Captiva rồi thì cho Tiền xin một cái comment đi, để lại ý kiến của mình bên dưới ha. Ghế da nguyên zin nè, trần đã được bọc trần, có cửa sổ trời, rồi có màn hình rồi nha các anh chị nha. Sàn thì sàn simili. Xe này Tiền thấy mua về là mình sử dụng ngay thôi chứ không cần phải trang bị thêm gì hết đó các anh chị. Đấy, một chiếc xe 7 chỗ giá chỉ có tầm lanh hoanh 150 triệu thôi. Nhưng mà rất là nhiều option theo xe luôn ha. Có cửa sổ trời này kia nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp ra phía dưới ha. Dưới này là một chiếc xe 9 chỗ các anh chị. Nhưng mà Tiền sẽ nói sơ luôn ha. Hyundai Starlet máy dầu số sàn đời 2016 các anh chị. Chiếc này thì đi khoảng 120.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 598 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu bạc ha. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nè các anh chị. Đấy. Xe này thì thị trường xe mới là đã không có xe nữa rồi các anh chị. Ngưng sản xuất rồi, xe cũ thì còn lác đác một vài xe. Đó, nên là hàng hiếm nha. Các anh chị nào bữa giờ đang cần tìm cái dòng này thì tranh thủ mình lấy nha nhá. Ghế thì ghế da tông màu kem nè, sàn simili trần 5D. Đấy, các anh chị nào ưng thì mình tranh thủ nha. Rồi, chiếc này một chiếc xe 7 chỗ cũng rất là hot của bên Tiền ha. Nào, bên Tiền về chiếc nào thì bán rất là nhanh chiếc đó luôn. Kia Sorento máy xăng phiên bản tiêu chuẩn đời 2017 ha. Xe này cũng một chủ sử dụng từ đầu tới nay luôn. Đi khoảng 75.000-78.000 km á. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 618 triệu các anh chị nhìn sơ ha. Rồi, xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng biển số Đồng Nai nha. Hôm bữa Tiền về 3-4 chiếc Sorento luôn. Thì Tiền đã bán hết rồi, hiện tại Sorento Tiền chỉ còn một chiếc này thôi. Các anh chị nào mình ưng thì mình nhanh tay sở hữu đi Tết nha. Tết gần kề rồi các anh chị. Xe này có trang bị bệ bước nè, dán phim. Đấy, nẹp bước chân ha, ghế da nè. Sàn thì sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có màn hình cho mình nha. Đấy, xe này bản tiêu chuẩn cho nên là nó sẽ không có cửa sổ trời ha. Đó, bản full thì có thêm cửa sổ trời nữa các anh chị. Rồi, các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Để Tiền xem còn 7 chỗ nào nữa, Xpander nhận cọc rồi nè. Bên này chắc hết rồi các anh chị. Đấy, rồi thì nãy giờ Tiền đã tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tiền rồi ha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc nào thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 10B Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì những chiếc xe 7 chỗ hồi nãy Tiền vừa giới thiệu cho mọi người á, nếu mà các anh chị nào mà mình
chưa tìm được một chiếc xe mà mình cần tìm nè, chưa ưng chiếc nào thì cứ liên hệ Tiền đi, hoặc là để lại comment bên dưới để khi mà bên Tiền có xe mới về thì Tiền sẽ báo cho các anh chị là người đầu tiên có được thông tin ha. Và hiện tại bên sân của Tiền thì đang có rất là nhiều các dòng xe 5 chỗ rất là hot khác nhau, mềm mềm tí xíu thì Tiền có Morning nè, rồi Honda City, Vios, Mazda thì Tiền có Mazda 3, Mazda 6 nè, rồi Civic nữa các anh chị đó, rồi Cerato, K3 rất là nhiều luôn. Cho nên nếu mà các anh chị cần tìm mua một chiếc xe như thế nào thì cứ liên hệ Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Thì thời điểm này nếu mà các anh chị mua thì Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình là ủy quyền chạy qua mùa Tết trước, rồi qua Tết mình sẽ tiến hành Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình sang đến sau ha. Thì cứ liên hệ Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị để mình nhận xe một cách nhanh chóng nhất để mình có xe mình đi Tết nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký ha. Ấn vào biểu tượng chuông bên dưới đi để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về là Tiền đang lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.